Lễ khai mộ ông Nguyễn Văn Chùm, 78 tuổi, ấp Khánh Thạnh, xã Khánh Tân, ở Cài Bắc, Bến Tre. Nay là đúng 3 ngày gia đình làm lễ khai mộ cho ông. Tăng chủ tổ vị ồ quỳ thiết lễ khai mộ phần hương niệm Tây phương tình đồ sen vàng dòng giả từ đây mở lối về qua đỡ tỏ lòng mời thấy Phật từ đây hương linh thoát khỏi các đường Việt Nam mà quốc bến tre tận mỏ cài bắt quỳ cánh thành công xa cánh thành ấp gia xứ trụ vùng Phật là tu tiết lễ khai mộ dần dòng phục về cố tánh hương linh phù mẹ dấp té rớt bể điện thoại thường thấy mẹ nữa không thấy đường thiếu chủ thành tâm khởi thân lễ khai mộ tứ bái bình thân gia quỳ hướng qua thành nhất tâm chiều thành đồng tây nam bắc chú mạng ngộ thần quang thượng di hộ đông tây chú mạng di thần quang tà giám linh chú giám linh lệ chủ mạng giai thần thập lệ hậu quang hậu quách tiếp tiểu dông hồn tiếp mà dân là phục Thank you.
năm giờ tới 10 giờ. Nhiều được rồi, ổng quay. Quay mấy cái kia quen rồi giác lên mình. Thôi,
Bảy đứng dậy là kéo cây con gà cây mía anh Bảy. Thấy cây mía kéo con gà. Nhất đã thần kê tri giác mất tri mê. Kéo một dòng. Nhị đã thần kê dòng giả đắc chiêu ăn tịnh độ. Kéo dòng thứ hai. Tam đã thần kê tăng chủ thọ thọ phước. Kéo con gà kéo con cây mía kéo. Cầm xui xui xuống vô để cụp. Bình thường. Cái dọn nhanh lên. Rồi, cho